Đây. Ôi rồi xong. Còn bật lại bật kì thành quả này đi săn đi bắt được cá không? Ở như đây chắc tầm 2 đến 3 cân chắc còn hơn đúng không em? Một con này to duy nhất đây, nói chung là cá rất là nhiều nhưng mà nay mình hello xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình với lại MP vào đây sẽ tiếp tục làm một cái video clip cho mọi người xem ở dưới nước mọi người. Hôm nay là anh em mình sẽ đi bắn cá mọi người nhá. Đó, thì cũng như mọi khi thôi, mình cũng hay quay chia sẻ lên cái video cho mọi người xem anh em mình đi bắt cá xem như thế nào mọi người. Đó, và hôm nay là mùng sau Tết mọi người nhá. Anh em mình sẽ đánh bắt cá ở khu vực quanh đây. Đó, và mọi người thấy video clip của anh em mình hay cho anh em xin một lượt like và kèm thêm một lượt đăng ký kênh để ủng hộ nhân tụi mình. Và mọi người thấy view ở đây rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, mới tội là hơi trơn mọi người. Đó, hơi trơn nhá. Đi cái view ở đây. Đây cái sông nước chỗ mình đây mọi người, rất là hữu tình. Xe mình thì để đằng này. Rồi mình sẽ let's go và đi thôi mọi người nhá. Ok mọi người cũng theo chân anh em mình. Rồi theo chân mình nhá. Mấy cái gốc cây, tìm mấy cái gốc cây chết đó mọi người, thường cá sẽ trú ẩn ở dưới đấy nhá. Em biết rằng đúng rồi này. Mình thường là gốc cây này hả? Mình thường là mình hãy bắt ở gốc cây này nhá, gốc cây này nè mọi người. Chắc chắn là cũng qua một con được mấy á. Ở trong đây mọi người nhá. Có một con rồi. Úi bồ. Mẹ dọc mẹ. Em mẹ đâu mẹ dọc mẹ. Dính một con mọi người nha. Đó, dính một con rồi nha. Kêu tao, kẹt ạ. Ôi, trúng mặt à. Để đừng một con mọi người. Gặp sát thủ là chỉ có đồng chết thôi mọi người nhá. Qua đây qua đây qua đây. Gặp sát thủ thì chỉ có đồng chết thôi. Em nói chuyện việc là cầm cá thôi, mình việc bắn. Cát rồi, cứ gương lên liền. Ok nha, ok chưa? Gặp sát thủ là gì, đổ toang thôi. Ok
Cây ở đây. Rất là nhiều mọi người. Không hiểu em ở đây sao cá ít đi lại mà. Nằm ngút một đấy chứ. Ôi, thứ mọi người nhìn rõ được không? Khá là to mọi người. Đây mọi người, anh sẽ cá chứ. Đi, từ dưới lên, từ dưới kia. Đi dưới lên. Nên giờ bắt được mấy con rồi mọi người. Đủ ăn ở đây. Đây mọi người nhé. Xuống bên này bắt cá cho mọi người xem này. Đây kìa, bắn rồi, thấy chưa? Đây nè, cái nãi đây nè. Không biết còn lấy được không nữa mọi người. Không bố. Thấy chưa? Ôi ok. Yeah, mấy cái chỗ này mọi người. Cá thường trú ẩn mấy cái chỗ như này nhá. Để không biết đựng cá chỗ nào mọi người. Quần em nó đầy hết rồi nhá. Cái cuốn em nó kìa. Và chúng ta sẽ xem từ đây tới dưới trên kia mọi người xem được con nào không. Cái gì đây? Kiểu cái rong bếp ơi. Phép đều dính một con mọi người nhé. Hả? Biết đừng gãi nào.
Ui mọi người ơi. Rồi xong. Còn hơn hơn cả trên kia là một tách tô. Đây này. Ừ, cái tô. Ui. Sướng quá. To con người. Ui. Lạnh quá rồi mọi người. บ่ได้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 บ
Cá đây cực kỳ nhiều luôn mọi người nhá. Yeah. Mình xin tốt ở trên này. Cô, ta là cực lọc đấy. Đi một chút rồi, đi một chút mà bắt được nhiều đấy mọi người thấy chưa? Trong tanh quay brơm để nhằm bộ bộ. Đi có một chút mà nhiều đấy, điện thoại thì camera hết pin mất rồi mọi người. Cameraman mình sẽ bắn cho mọi người xem. Tôi được buông không? Thank you.
xem như thế này thôi, nhưng mà cá nó ở trong đấy, trong nước thì nhiều lắm. Đây, 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 cá mình nhảy đây. Cá bên tôi ung bọt. Ê, cái đồ cọc đi vậy. Tam đứng với chấp đi. Vợ thì thôi. Anh quên biết mà. Đi vợ. Ôi dạ vợ. Vợ hiểu được đi vợ đi. Anh mắc bát mọi người. Thấy đấy nên anh em nó trong này có cá to lắm. Đấy nó đang bắt đi. Theo bạc lạc bạc kỵ anh sợ anh nhìn lắm. Nụ bạc lạc bạc kỵ ôi giời tí dậy sẽ bước 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 đây này. Để quay thế nhá. Thấy chưa cá nước như thế này không mà, nhưng mà là cá trong đây nhiều lắm. Cá nó chảy hết vào trong đây mọi người. Nó chắc có đâu. Ở trong đấy hai con chặt cứ một con một ký hay sao ấy. Nụ ôi để thế chưa thế chưa đây đồ quay để hai con ta chứ. Thêm để
mới chụp chiều ba con luôn này. Một con này to hơn đây, một con chạy mối to hơn. Để bắn như này. Cái này. Để chặt cổ sao ấy. Đây này. Nước bạn tỏa bắt kì. Để bọn kia ấy rịp tỏa tích đi. Nú. Đang nằm bắn ấy. Tiếp tục một con nữa này. Tha hồ bắt cá mà vô. Cá nhiều lắm. Trong đây này, nhiệt thân hay thâu mà. Cái Clip ơi, mấy anh lâm mơ do tâm. Đi à? Đúng không? Nghe ông anh em nói trong đây một bao luôn á. Để hết thế cá cũng để hầm bút robot rồi em bùa. Bỏ nó chạy. Lịch đi cũng được. Ok mọi người nha, thế này sau một hồi xong thoại mình săn bắt cá này, nãy giờ tới cái đoạn đây là hết bộ nhớ, mình phải xóa bớt lại cái dữ liệu của máy mình mọi người. Đấy, này xuống tới cái đoạn đây. Đây mọi người thấy cá này, thành quả này đi săn.
đi bắt được cá đâu. Ở như đây chắc tầm 2-3 cân, chắc còn hơn đúng không em? Một con này to duy nhất này. Nói chung là cá rất là nhiều, nhưng mà nay mình không, mấy cái chỗ là anh em mình không quay được ấy mọi người. Ở trên này mắc mèo mọi người, rất là ngứa luôn. Đây, ở trong rừng mọi người nhá. Khu này rất là phù hợp sinh tồn này kia. Anh em mình đang ở trong rừng mọi người. Xong rồi săn bắt đây. Ui, vì rất là ngứa nhá. Để mà đang ngứa này mọi người, rất là ngứa. Bây giờ chỉ có hai anh em mình vào trong rừng đây. Trong rừng sâu luôn mọi người. Nãy giờ anh em mình bắt cá ở dưới kia lên này mọi người. Ở dưới kia lên đây. Từ dưới kia lên đây mà bắt được nhiều đó cá mọi người. Nên mà anh em mình, nếu mà tao có 3 đứa mọi người, một đứa cầm quay, một đứa hai đứa bắt thì nó sẽ nhiều hơn. Đó, rồi kia anh em mình sẽ tiến hành đi về đây mọi người. Rất là ngứa nhá. Ui, ngứa lắm. Rồi anh em mình sẽ đi về đây.